Tin nóng tối 1 tháng 8, mọi người không thể bỏ qua. Thêm 1 triệu 200 ngàn người không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ năm sau. Quán ăn Đắk Lắc quy định lạ. Động đất dồn dập con tum, Quảng Nam yêu cầu Thủy Điện kiểm tra, phát hiện dấu hiệu bất thường. Công an tỉnh Đồng Nai vừa dùng thêm kênh Facebook để tiếp nhận tin tối giác tội phạm. Sập trụ ăn ten đài truyền hình Kiên Giang, hai người bị thương. Cần cảnh mô hình thực tế iPhone 16, thiết kế và màu sắc mới. Với quy định mới trong luật bảo hiểm xã hội năm 2024, dự kiến sẽ có thêm khoảng 1 triệu 200 ngàn người cao tuổi, không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mùa du lan đi cấp treo núi Bà Đen được giảm 50% vào buổi tối. Khách lần đầu tới ăn ở quán bò né tại Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc đều bất ngờ khi không được trả tiền thay người khác dù là thân quen. Khi hỏi lại, chủ quán cho biết đây là quy định đã áp dụng từ lâu. Di dời gần 30.000 con heo khắc phục sự cố ô nhiễm. Lựa chọn nhưng nhà hai lúa luôn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất. Hãy đăng ký kênh youtube nhà hai lúa ngay để trải nghiệm những khoảnh khắc đậm chất miền Tây.